4 dấu hiệu cho thấy đại tràng của bạn đang kêu cứu. 1. Đau quặn bụng theo dọc khung đại tràng. 2. Táo bón, tiêu chảy và đi không thành khuân. 3. Đầy hơi, trướng bụng, ăn không tiêu. 4. Ăn đồ ăn lạ là đi ngoài, cảm giác đi không hết phân. Khi có những biểu hiện này, tức là đại tràng của bạn đang kêu cứu hàng ngày. Chúng ta nghĩ là nó đơn giản, nhưng cứ lặp đi lặp lại thì nó chính là mầm mống của ca đại tràng. Bạn tuyệt đối không nên chủ quan. Hãy cứu lấy đại tràng của bạn, chính là tự cứu lấy chính bản thân mình. Mevisin Bifina Nhật Bản, ứng dụng công nghệ độc đáo FMC đầu tiên và duy nhất trên thế giới, tạo ra viên nang thế hệ mới với hai lớp màng bọc kháng axit dạ dày và một lớp màng siêu bảo vệ, giúp lợi khuẩn sống an toàn đi qua môi trường dịch vị axit dạ dày xuống tận ruột non và đại tràng với tỷ lệ sống cao đến hơn 90%, đem lại hiệu quả nhanh chóng. Khi có đầy đủ lợi khuẩn sẽ kích hoạt cơ chế tự chữa lành, lấy lại cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột ở tỷ lệ vàng, giúp cho hệ tiêu hóa ổn định, chấm dứt tình trạng tái đi tái lại, không còn đầy bụng, trướng hơi, đi ngoài phân sống, lỏng nát, ăn uống thoải mái an tâm, tận hưởng cuộc sống. Với Bifina tiêu hóa dễ dàng, đại tràng khỏe mạnh, an tâm tận hưởng cuộc sống. Hãy hành động ngay hôm nay để sống một cuộc đời đáng sống bạn nhé.